chén đem bếp cơm cho. Ủa em, bữa nay lại ăn cá với thịt nữa hả? Sao anh thấy ở trong tủ lạnh còn miếng ức gà phi lê đó? Sao em không làm? Thì tạm đi siêu thị, em thấy cái miếng ức gà đó ngon quá. Nhưng mà khi mua về xong cái em không có suy nghĩ là làm được món gì hết. Cho nên là bữa nay á em mới là cho anh ăn cá với thịt đó. Ngày mai cũng là cuối tuần rồi đó. Sẵn có miếng gà đó đó, em chế biến cái món nào mà cho nó lạ lạ xíu, nó ngon hơn tí xíu được không? Làm món gì lạ lạ hả? Bình thường á, gà phi lê em chỉ có hấp hoặc luộc cho anh ăn thôi à. Tự nhiên bữa nay lại muốn ăn món lạ. Em đâu biết làm món gì đâu. Ê, em nhớ rồi. Thầy, giờ cứ ăn cơm đi, tranh thủ lát dọn dẹp xong em chạy qua bên gặp đầu bếp của món ngon cuối tuần á. Qua bên đó em sẽ nhờ đầu bếp chỉ cho em làm một cái món gì đó lạ lạ để ngày mai cuối tuần hai vợ chồng mình ăn, chịu không? Mỹ Linh xin kính chào quý vị khán giả trong chương trình Món Ngon Cuối Tuần. Và chương trình Món Ngon Cuối Tuần được phát sóng vào lúc 11:50 thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và người cùng đồng hành với Mỹ Linh trong gian bếp dễ thương này đó là chị đầu bếp Ngọc Nghĩa. Ngọc Nghĩa xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Cuối Tuần. Đây rồi, và hôm nay đến đây tìm chị có việc gì không? Dạ hôm nay á là em có một chút xíu cái nỗi lo nhỏ nhỏ. Lo chuyện gì? Thì là do em đi chợ cái em mua được một miếng phi lê gà mà em suy nghĩ hoài luôn, không biết làm món gì để mà đãi chồng em hết. Cho nên là ngày hôm nay em tới đây để nhờ chị giúp. Thôi thì giờ em có miếng phi lê gà đúng không? Dạ. Thôi chị hùng em thêm một miếng thịt đùi gà rút xương nữa để làm ra một món ăn được không? Chị hùng với em luôn. Đúng rồi. Ủa mà làm món gì chị? Hôm nay thì cái gà phi lê của em á, dạ, với cái đùi gà rút xương của chị để tạo nên một cái món ăn đó là gà phi lê nướng lá chúc. Dạ. Rồi. Ủa mà dạ, chị, nhưng mà thường thì phi lê như vậy á, nó có làm cho bị khô không chị? Khô hay không á, một lát nữa khi mà chị làm xong em ăn em sẽ biết nó khô hay không. Rồi, và bây giờ thì Mỹ Linh sẽ giúp chị vắt nước cốt tắc ra. Dạ. Và cắt lá chúc ha. Dạ. Chị sẽ cắt cái ức gà. Cái ức gà thì Linh sẽ cắt theo cái sớ ngang ha. Dạ. Cắt cái miếng nó dày cỡ như thế này thôi nè. Một cái ô rưỡi tập ha. Dạ. Thì mình cắt như thế này nè. Khi mà mình nướng thì mình nướng rất là nhanh. Nên cái gà của mình nó sẽ không có bị khô ha. Dạ. Nè, cái miếng nó mỏng mỏng cỡ này là được ha. Dạ. Nhỏ như thế này là được nè. Cái ức gà mà để mình nướng lên thì em cũng đang hồi hộp khi mà không biết là nướng lên giống như là nó có bị khô giống như những lần mà em làm ở nhà. Trước tiên á thì em muốn gà của mình nó không bị khô á thì em sẽ ướp gia vị vào luôn, trong đó nó kèm dầu ăn. Khi mình nướng thì dầu ăn nó làm cho cái gà của mình nó được mềm hơn ha. Dạ. Rồi. Dạ. Với cái một miếng phi lê gà của em với một cái đùi bẹ thì chị sẽ cho vào đây một muỗng canh nước tương ha em ha. Dạ. Và một muỗng canh dầu hào ha. Một muỗng canh cái tương cà này ha. Dạ. Và tiếp theo thì mình cũng sẽ cho vào đây hai muỗng canh dầu ăn nha. Rồi em giúp chị cho cái lá chúc vào trong đây luôn nha. Cho hết vô đây luôn hả chị? Cho hết vô luôn nha. Nó khoảng tầm 3 cái lá chúc cắt nhỏ ra ha. Dạ. Tiếp theo thì sau cái lá chúc thì mình sẽ cho vào đây một muỗng tỏi nè. Tỏi xay. Nửa muỗng canh cái hạt nêm ha em ha. Dạ. Và một chút cay của ớt. Dạ. Nếu mà con em không ăn cay được thì mình không cần cái cho ớt vào ha. Dạ. Và sau cùng thì em sẽ cho vào đây một muỗng cà phê mặt dừa nước. À, một muỗng thôi hả chị? Đúng rồi. Wow, nó sánh kẹo vậy ha. Đúng rồi. Giống như là mạch nha vậy chị. Đúng hả? Đúng rồi. Mà nên là cái vị ngọt nó rất là dịu. Dạ. Rồi, bây giờ mình chỉ cần trộn đều lên thôi. Trời, hay quá. Cái gà này á thì em sẽ để thấm gia vị giúp chị là 30 phút là có thể nướng được rồi. Dạ. Mình cần để vô trong tủ lạnh không chị? Hay là mình chỉ cần để bên ngoài thôi? Mình để bên ngoài chừng 30 phút là mình có thể nướng được ngay. Và bây giờ thì gà của mình cũng đã thấm rồi. Bây giờ Linh để cái khay ở đây ha. Dạ. Linh giúp chị đặt những cái lá chúc xuống đi. À, rồi chị sẽ cho gà vào nướng ha. À, dạ. Rồi cái thịt gà khi mà mình ướp xong mình sẽ vắt cho nó đều đều như thế này nè Linh. Dạ. Rồi mình sẽ đặt lên lá chúc mình nướng ha. Dạ. Khi mình lót cái lá chúc này ở dưới để chi vậy chị? Để cho nó thơm á em. À dạ. Ừ. Thơm quá. Chưa nướng lên mà em nghe được cái mùi thơm của cái lá chúc hòa quyện vô cái thịt gà á chị. Đúng rồi em. Dạ. Cái tinh dầu á của dạ, cái lá chúc nó rất là mạnh ha. Rồi xong.
Mình nướng phải bao nhiêu phút vậy chị? À, Mỹ Linh cùng với quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Cuối Tuần, mình lưu ý là trước khi mình nướng thì mình sẽ mở lò nướng lên ở nhiệt độ 220 độ C trước 10 đến 15 phút để cho cái lò của mình nó nóng đều lên. Lúc đó mình cho cái khay gà vào đó thì gà nó săn chắc lại và nó không có bị ra nước. Đây là một cái cách mà làm cho gà nướng không có bị khô. Rồi và bây giờ mình nướng thôi nha. Dạ. Và trong thời gian chờ đợi gà chín á thì mình sẽ đi làm nước sốt. Dạ. Và bây giờ Mỹ Linh giúp chị cắt cái trái ớt xanh nè, bỏ cuống đi và cho cái lá chuốt vào đây luôn ha. Dạ. Chị sẽ cho cái nước cốt tắc vào nè. Em chỉ cần lặt cuống rồi. Đúng để rồi. Nguyên trái hả chị? Đúng rồi. Rồi chị sẽ cho cái mật dừa nước vào luôn ha. Dạ. Mình cho vào nhiều ớt không chị? Em cho khoảng 5 trái đi. Tiếp theo là mình sẽ có cái độ mặn của muối ha. Dạ. Rồi. Em cho hết cái lá chuốt vào giúp chị nha. Dạ. Rồi và như vậy thì mình chỉ cần xay lên thôi ha. Sốt của mình đã xong. Dạ. Rồi và sau thời gian chờ đợi thì gà của mình đã chín. Sẽ lấy ra thôi. Dạ, em nghe mùi thơm quá. Đây, gà chín ra đây. Như vậy là cái món gà phi lê nướng lá chuốt đã được trang trí xong. Thì bây giờ chị Nghĩa mời Mỹ Linh cùng quý vị khán giả ra bàn để thưởng thức. Nếu quý khán giả đang tìm cách chế biến mới mẻ hơn từ thịt gà thì chương trình Món Ngon Cuối Tuần xin gợi ý món gà phi lê nướng lá chuốt. Nguyên liệu dễ mua, cách chế biến đơn giản nhưng thành phẩm thì vô cùng ngon miệng, cùng hương thơm đặc trưng từ lá chuốt, tin rằng sẽ làm hài lòng khẩu vị của những người thân yêu. Hãy lưu lại cách làm gà phi lê nướng lá chuốt và trổ tài vào dịp cuối tuần quý vị nhé. Ngon không? Dạ thơm quá chị ơi. Bây giờ em nhìn cái thành phẩm của hai chị em mình giờ em thấy sao? Quá đẹp theo như mà em thấy nha. Nếu như mà cuối tuần này em làm món này cho chồng em ăn á thì là chồng em sẽ mê mệt với cái món này luôn. Tại vì á cái mùi của lá chuốt á nó rất là bắt vị luôn. Chỉ cần nghe mùi thôi là muốn thưởng thức món ăn liền luôn. Đúng rồi em. Nói thật là cái lá chuốt này á em cảm thấy nó rất là dễ chịu từ cái mùi nè cho đến là những cái món ăn mà kèm theo cái lá chuốt á em cảm thấy nó cũng hợp lắm luôn. Nhưng á chị. Mà trước giờ ăn cái món có lá chuốt là món gì rồi? Em có ăn cái dạng như là súp tum yum á chị. Thường là người ta sẽ bỏ vào đó cái lá chuốt để cho nó thơm hơn cái mùi, nó dậy cái mùi lên. Và lần đầu tiên hôm nay là em có nghe thêm gọi là phi lê gà nướng với lại lá chuốt. Đúng rồi. Thôi bây giờ không có mất thời gian nữa. Dạ. Thử đi rồi cảm nhận cho chị biết ha. Dạ. À mà cái món gà nướng lá chuốt này á thì em sẽ ăn kèm với xôi ha. Dạ. Mà không có bánh mì nữa. Cơm. Ngon ha. Dạ. À, bây giờ mời em nha. Dạ rồi. Em cảm ơn chị. Em sẽ ăn kèm với cái nước sốt lá chuốt ha. Trời ơi, khán giả mà ngồi ở đây á thấy được cái món ăn này và cái mùi thơm á sẽ ghiền luôn. Hay thôi, nó sánh rất là kẹo nha. Để lên đây luôn ha chị. Đúng rồi, một ít thôi. Rồi em để ra chén một chút để lát nữa em chấm thêm. Dạ. Sao? Ngon mà không nói nên lời luôn. Cái gà nó mềm không? Dạ mềm. Không có bị khô. Đúng rồi. Gà rất là vừa vị luôn. Nó ngọt cái kiểu mà thanh dịu nè. Thơm cái mùi lá chuốt. Dạ đúng rồi, thơm mùi lá chuốt. Giờ em ăn miếng xôi nha. Ôi, thiệt là một cái món ăn kết hợp quá tuyệt vời luôn á quý vị khán giả. Thường á là phi lê gà thì nó rất là khô, mà cái này mình nướng lên không hề khô nha. Rất là mềm, rất là thơm luôn. Dạ. Mình nướng trong lò mình nướng nhanh thì dạ. Gà nó không có mất nước lâu. Dạ. Cái món này á nó rất là thích hợp cho những cái bữa ăn cuối tuần nè. Rồi những cái buổi tiệc sinh nhật nè. Dạ. Hay là họp mặt bạn bè. Nên là chị hy vọng em cùng với quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Cuối Tuần sẽ có thêm một món ăn ngon để chiêu đãi bạn bè. Dạ bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết. Linh và chị Ngọc Nghĩa xin chào quý vị khán giả và hẹn quý vị khán giả vào số phát sóng tiếp theo của chương trình Món Ngon Cuối Tuần, được phát sóng vào lúc 11:50 thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.